Em xin chào cả nhà nhá. Chào toàn thể cô chú anh chị em yêu Lan. Ngày mới chúc toàn thể gia đình mình một ngày mới thật là an lành và mạnh khỏe nhé cả nhà nhá. Thời tiết Lai Châu nó vẫn se lạnh. Hôm nay quay tôi tối hôm ra là vẫn phải mặc áo khoác cả nhà. Hôm nay thưa với cả nhà thì lấy được một lô, lấy cùng một lô của bác ấy chơi. Bác ấy chơi thì nói thật ra với mọi người là nhìn cây thì bác ấy không che nắng, không che nắng, không che mưa, không gì cả. Giờ cây thì nó sẽ là nhìn, nếu mà nhìn mắt mắt mình nhìn vào ấy thì nó sẽ không được hợp mắt đâu cả nhà nhá. Nhưng mà em phải đạt cam kết với mọi người, nó khỏe cây vô đối luôn, mà nó ra hoa nhá. Nó ra hoa dường như là cây khỏe thì bao giờ nó ra hoa, nó đều hoa này, nó dài hoa. Và cái thứ hai là nó lại được ăn nắng 100%, nên ra cây cái nụ hoa thì nó tím ngắt luôn cả nhà nhá. Mọi người hôm nay đừng bỏ qua một cái giây nào của một cái video này cả nhà nhá. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem thì nhớ cho em xin một nút like nhé cả nhà nhá. Chỉ cần like cho em một cái thôi, mọi người mua hay không mua thì mọi người cân đối để cho nó hợp tình hợp lý thôi. Còn mọi người đã vào kênh mọi người like cho em cái nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết từng đơn cả nhà nhá. Đến với em thì mọi người nhá, có những cái giò nó chỉ trăm, hơn trăm nghìn thôi cả nhà. Có giò to, giò nhỏ, giò đắt, giò vừa tiền mọi người. Nên mọi người cứ cân đối, mình thích loại nào bắt đầu mình chốt loại đấy nhá. Hình số 4, dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Cây thì thuần khỏe, ngon lành, cành đào nhá. 130.000 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Hình số 4, 130.000 cả nhà nhá. Hình số 4, 130.000. Hôm nay có một lô tam bảo sắc nó nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp đẹp để cho các bác mới tập chơi đây. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 5 130.000, hình số 5 130.000 nhé cả nhà nhé. Nói chung là mua giống thì nó cũng quá tội rồi. Nhưng mà đây là những cái cây nhỏ, cây em chăm nó nhỏ nhỏ mới đầu nó yếu cây, bây giờ chăm nó khỏe. Có những cái giò thì vẫn ra nụ bình thường như giò này chẳng hạn. Hình số 3 100.000. Hình số 3 100.000 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhá cả nhà nhá. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Mọi người lưu ý cho em nhá. Tất cả cái gì thế, tất cả các mặt hàng thì đâu đó mọi người mua mọi người phải cân đối. Cân đối là có nghĩa là tiền nào thì của đấy cả nhà nhá. Hình số 2 cũng 100.000, hình số 2 100.000 nhá cả nhà nhá. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Cây khỏe, ngon lành, canh đào rồi. Về chăm để nuôi kiểu như nuôi con lợn con để cho nó lớn dần lên để chơi cả nhà. Chồn Lai Châu, cây nó còn xiên qua cả giá thể đây rồi. Hình số 6 130.000 chồn Lai Châu nhé cả nhà nhé, 130.000. Đây chẳng qua này những cái giò này vợ hôm nay tự dưng nhặt ở đâu chứ, ở trong vườn mình. 130.000 hình số 6 chồn Lai Châu 130.000. Em nghĩ hôm nay những cái giò này mọi người là chốt là rất hợp lý, rất đẹp luôn, vừa vặn với túi tiền. Đây, chồn nguyên bản hôm qua có bác bao nhiêu bác hỏi, có mấy hai cây chồn mà bao nhiêu bác hỏi này. Chồn Lai Châu nhá, vẫn đang nụ như cả nhà nhá. Cái thằng này chồn nguyên bản bóc từ rừng đâm ra là chưa biết mặt bông đâu cả nhà nhá. Về có thể mình mọi người bắt mặt bông cho em. Hình số 1 180.000, hình số 1 180.000 cả nhà nhá. Hình số 1 180.000 chồn Lai Châu. Đây này, ví dụ như thời tiết Lai Châu thì mọi người nhìn này. Trời bên ngoài nó cứ âm u. Đâm ra là không có gió này, không có gió mà trong vườn mình mà không có độ thoáng thì cây nó hay bị thối nhũn và độ ẩm nó cao nó hay bị thối. Đâm ra là rất mong là mọi người nhé, cái mùa tầm này bắt đầu mầm non nó lên là mọi người phải đặc biệt chú ý cho em. Chú ý là phun thuốc đầy đủ để có qua cái vụ mưa này là xong, là thành công cả nhà nhá. Vườn em và bản thân em có nghĩa là kinh nghiệm em thì em chỉ dùng mùa mưa em chỉ dùng thằng này. Phun cứ tháng em phun 2 lần, bắt đầu giáp mưa, bắt đầu là bây giờ là em phun cứ đều ấy. Và thứ hai là mọi người mà có vôi bột ấy, vôi tôi bột ấy, mọi người rắc quanh vườn cho em, rắc các vườn cứ cầm vung lên các kể cả vào các giò lan các thứ vẫn ok, vẫn chuẩn nhé cả nhà nhé. Để nó kháng đấm, kháng bệnh nhé cả nhà nhé. Càng độ ẩm cao thì vi khuẩn, vi nấm nó càng phát triển nhé cả nhà nhé. Zidomingo, đấy Zidomingo và một lọ B1 và một lọ kích dễ đấy em. Đây là ba cái sản phẩm em đã dùng 10 năm nay rồi cả nhà nhé. Chỉ có ba cái loại này là cây lan nó phát triển nhé cả nhà nhé. Ba loại này thì em bán cho mọi người là 180.000, cái thằng này 80.000 này, còn hai lọ này 100.000 nhé cả nhà. Đấy 180.000 mọi người có thể là mua ghép đơn vào cho em cũng được nhé cả nhà nhé. Hoặc là bác nào gần
hiệu thì ra đấy mua tùy mọi người nhá. Hoa đu đủ đực cái nhà nhá, hoa đu đủ đực thì mọi người biết rồi, chuyên đặc trị về phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, ho các thứ đây cả nhà. Hoa đu đủ đực nhé cả nhà, một loại kháng sinh cực kỳ cao. Hoa đu đủ đực này, một cái túi này là 300.000 cả nhà nhé, một túi này là 300.000. Bác nào muốn uống mật ong rừng chuẩn thì đến gặp em, 400.000 một lít cả nhà nhé, 400.000 một lít. Nhà em bán bao nhiêu năm nay rồi. Tinh dầu xả cũng vậy cả nhà nhé, tinh dầu xả nguyên chất Mường Tè Lai Châu là 405.000 một lít cả nhà nhé. Cao này, cái rượu sao bóp này thực sự là tác dụng, thực sự là có 100.000 thôi nhưng mà tác dụng nha, ông bà bố mẹ cứ mua thử mà dùng. Chai sâu răng 100.000. Cái này thì là một gọi là tái tạo tế bào phổi này, giúp hệ hô hấp mình nó tốt, nó kháng lại các covid nhé cả nhà nhá. Đây là mật ong rừng ngâm với đông trùng hạ thảo và nấm kỳ tử và nấm và táo đỏ, tự tay em làm để cho gia đình dùng, em thấy tốt em giới thiệu cho mọi người. 300.000 một lít, 300.000 một hũ này. Cái này em bán bao nhiêu cho bác thì mọi người mua, cứ buổi sáng mọi người uống thực sự là tuyệt vời. Còn là cái hũ này là mật ong rừng ngâm với tam thất hoang đấy, hôm em vừa lấy một lô tam thất hoang về, còn đâu là bắt đầu em lát em ngâm mật ong. Cái này thì là 500.000 một cái hũ này cả nhà nhé, mật ong rừng ngâm với tam thất hoang. Rồi tiếp tục đến lan rừng cả nhà nhá. Quế tím của người chơi nhé cả nhà nhá. Đấy, hôm nay em bảo em lấy được một lô của người chơi đây, bác còn rắc hết vôi lên trên này này. Quế tím hình số 21 150.000, hình số 21 150.000, nguyên cái chậu cũng đã xịn sò rồi cả nhà nhá. Nhưng mà em thấy nó còn giống nhãn đấy, chứ không phải. Em hỏi bác thì bác bảo là quế, nhưng mà em nhìn thấy giống nhãn, giống hoàng nhãn đấy. Giống hoàng nhãn chứ không phải quế. Nhưng mà thôi bác cứ bảo quế thì em cứ bảo quế thôi. Đây ví dụ như cây này thế, nhìn như hoàng nhãn luôn, nhìn như hoàng nhãn mà đang có nụ đây nhá cả nhà nhá. Quế đang có nụ đây cả nhà nhá. Em nghĩ là cây này đúng là hoàng nhãn này, hoàng nhãn tháng 4 thì phải. Hình số 20 200.000, hình số 20 200.000. Hình số 20 200.000 nhá. Quế tím nhá. Đây cây này là tam bảo sắc này, bác cái trồng lẫn lộn đây nhá, của người chơi nhá. 200.000. Quế tím. Sơn thủy tiên Lai Châu. Trời ơi, có cái nụ này tím ngắt luôn này. Tuyệt vời luôn cả nhà nhá. Đấy, nụ ấy. Của người chơi nhá. Đấy, người ta trồng rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Không phải nghĩ, nó thật sự nhìn những cái chậu này. Sơn thủy tiên Lai Châu hình số 15 250.000, hình số 15 250.000 nhá cả nhà nhá. Sơn thủy tiên Lai Châu hình số 15 250.000, nụ tím ngắt ngặt nha cả nhà nhá. Nụ tím ngắt nhá. Đây, đẹp chưa? Năm canh trắng nghi ngọc đây nhá, của người chơi nhá cả nhà nhá, của người chơi nhá. Năm canh trắng nghi ngọc. Hình số 17, hình số 17 200.000, hình số 17 200.000 nha, năm canh trắng nghi ngọc nha. Hình số 17 200.000. Đẹp quá, tôi xuất sắc. Nói chung là các bác chơi các bác tỉ mỉ mà các bác có ít đấy, các bác tẩn mẩn là các bác chăm nó tốt mà nó nhìn nó rất đẹp cái giò lan thì thấy. Hình số 16 205.000, hình số 16 205.000 nha. Năm canh trắng nghi ngọc nha. Không tiếc nha cả nhà. Hôm nay bác nào cứ chốt đi. Nghe em nó thật sự luôn. Lấy được cái lô của người chơi này không phải là đơn giản đâu cả nhà. Đây, nụ nha. Gia báo Lai Châu toàn cây đẹp. Gia báo Lai Châu nhá, gọi là cẩm báo nhá cả nhà nhá. Hình số cẩm báo Lai Châu hình số 19 270.000, hình số 19 270.000 nhá. Cẩm báo Lai Châu nhá cả nhà nhá. Tuyệt vời. Cẩy to chưa? Đấy. 270.000. Hôm nay bác nào chốt được là chốt, thích là chốt thôi. Không phải lăn tăn. Đây, trồn Lai Châu hình số 31 230.000, trồn Lai Châu hình số 230.000. Đây, nụ đây của người chơi nhá, người chơi chơi người ta thuần nụ đây. Đấy, cầy nào đang cầy 3 nụ 4 nụ 5 nụ, tổng chỗ này rơi vào tầm 5 nụ cơ mà. Đấy, trồn Lai Châu nhá. Nhưng mà hơi mưa ấy một tí, bác cái trồng vào cái chậu to lắm quá, đâm ra là vận chuyển mọi người nhá. Cổng cẩy này thế. Hình số 18 cẩm báo. Hình số 18 cẩm báo 230.000, hình số 18 230.000. Nói chung là em cứ mua được hợp lý, hợp rẻ, rẻ thì em lại bán cho mọi người rẻ.
Đâm ra mọi người không đi đâu mà thiệt luôn, em thật vào kênh em thật sự luôn. Em nói thật là có hôm trước em đi lấy cái giò, mới cái giò cẩm báo kia lấy cao hơn, thì ví dụ những cái giò đấy em còn bán 250.000 như đây. Ví dụ như những cái giò này lấy được rẻ hơn một chút thì lại bán cho mọi người rẻ 230.000, 230.000 một cái giò to vật này đấy. Có thực sự là mà đi lấy được rẻ thì lại bán cho mọi người rẻ thôi, không có cái gì mà phải. Em chỉ mong là mọi người phải ủng hộ em nhiều thôi. Kiếm tiền vu, chả biết kiếm tiền vu hay kiếm gì đây, còn chưa của bác cái chồng thuật, bác cái chưa ra hoa đâu, chưa ra hoa đâu. Nhìn phê, nói chung ở chậu này phê, cái chậu này thì nó mục rồi, vì mọi người có thể là sang cái chậu mới cho em, đặt cả cái chậu này vào cả nhà nhá. Kiếm hình như kiếm lô hội vậy, kiếm lô hội hay sao. Hình số 8 250.000, hình số 8 250.000, 250.000 đâu có bán được cả nhà, cứ lấy hợp lý được là bán cho mọi người hợp lý. Giá hương Tam Bảo Sắc Lai Châu đây, chả giấu gì mọi người đây, nó tím tím líp luôn nhá, nó tím líp luôn, nụ nó tím líp luôn. Đây nhá, em tính sơ sơ 1, 2 này, 3 này, toàn tím hết đấy. Cứ ăn nắng mà cây, em phải nói nhá, em phải nói trước nhá. Đây nhìn bộ rễ này, mọi người biết là thuần lâu rồi. Mọi em phải nói trước nhá, nhìn về cây nó không được mướt mát, không được xanh mướt, hay là nó sạm cây, nó chấm cây, nhiều con trùng nó đốt nó chấm cây, chứ không phải nó bị bệnh nhá. Nhưng mà nó cực kỳ là ra điều hòa và nó khỏe nhá cả nhà nhá. Giá hương Tam Bảo Sắc Lai Châu hình số 22 200.000, hình số 22 200.000 của người chơi nhá cả nhà nhá, của người chơi nhá. Tuyệt vời. Hôm nay sẽ là một hôm nổ đơn này. Chắc chắn sẽ nổ đơn, em khẳng định, tại vì mọi người đã giới thiệu như thế mọi người phải biết rồi. Huyết Nhung, Huyết Nhung. Đây của người chơi nhá. Và còn có một nụ, đang có một nụ thì phải đây. Có một nụ nhá, về ngắm hoa luôn. Huyết Nhung nhá cả nhà nhá. Hình số 29 250.000, hình số 29 250.000, cái loại này thì cực kỳ là ít người có nhá cả nhà nhá. Huyết Nhung 250.000, hình số 19 29, hình số 29 250.000 cả nhà nhá, 250.000 Huyết Nhung. Trồng vào chậu sứ rất đẹp. Đây. Vẫn có mặt bông của Huyết Nhung đây cả nhà nhá, đỏ đẹp tuyệt vời nhá cả nhà. Thơm nở cực kỳ là bền cô chú nhá. Đấy, tất của người chơi, tất của người chơi, người ta ra chơi nhá cả nhà nhá. Hình số 30 Huyết Nhung nhá cả nhà nhá. Huyết Nhung rất ít người có. Hình số 30 170.000, hình số 30 170.000. Đấy, có xứng đáng một cái 170.000 không cả nhà. Đấy, cứ mua được rẻ là bán rẻ thôi. Không có gì là phải sợ là thiệt cả nhà. Kiều Vàng Lai Châu. Trời ạ, cái thằng Kiều Vàng Lai Châu em phải nói nó hết nước chấm, toàn nụ tím ngắt này. Nó rơi vào tầm gần 20 nụ nhé cả nhà nhé, gần 20 nụ Kiều Vàng Lai Châu. Đây, dễ thì bắt đầu nó bám rồi nhé, bắt đầu nó bám ở dưới nhé cả nhà nhé. Tất cả đều nụ nhé, rơi vào tầm 20 nụ, 20 nụ cả nhà nhé. Toàn nụ như này rồi, nở đều tăm tắp luôn cả nhà nhé. Kiều Vàng Lai Châu hình số đâu? Hình số 7 400.000, hình số 7 400.000 nhé, Kiều Vàng Lai Châu. Có duy nhất một giò thôi. Cái giò này mà không mua thì không còn cái giò nào để mọi người có thể chọn lựa được nữa. Đây. Tuyệt vời chưa? Độc lạ dị, không có đi đâu nhá. Đẹp chưa? Có mới hai ngồng thôi đấy. Đó là Hải Bắc, Hải Vân Bắc nhé cả nhà nhá. Cái loại này thì nó bán theo tép cơ, đắt nha cả nhà nha, đắt loại này. Hoa hoa thì nó nở được tầm đôi tháng cả nhà nha, đôi tháng nha cả nhà nha. Hai Vân Bắc hình số 10 200.000, hình số 10 200.000 Hai Vân Bắc nha cả nhà nha. Mặt hoa đây nha. Đấy, cái này về mọi người vẫn chơi được đến tầm tháng rưỡi 2 tháng nha cả nhà, vừa nở xong cả nhà nha. Vẫn chơi được tháng 2 tháng nha cả nhà nha. Hai Vân Bắc. Hai Vân Bắc cái này thì bắt đầu đang có mèo ở đây. Đây có một mèo đây nha, cứ mới một mèo là nó có hai nụ, hai cái bông như thế nhá cả nhà nhá. Đấy, mèo đây, mèo nụ đây nha cả nhà nhá. Hình số 12 200.000, hình số 12 200.000, hình số 12 200.000. Hai Vân Bắc. Về chuyển cho em sang cái chậu nào cho nhìn nó xịn sò hơn nhá cả nhà nhá. Hai Vân Bắc. Đấy, có một mèo nụ hình số 11 200.000, hình số 11 cũng 200.000 nhá cả nhà nhá. Loại này thì đắt đấy, không phải đơn giản đâu. 200.000. Đều có mèo nụ nhé, hôm nay chọn hết có mèo nụ cho mọi người. Có mèo nụ này, có mèo nụ này. Đấy. Hình số 9 200.000, hình số 9 200.000,
Lai Châu bắt đầu đang mưa rồi cô chú ạ. Hai đuôi công của vịt chơi, hai đuôi công chuẩn bị hoa, chuẩn bị hoa à, rơi vào tầm đây. Đang có mèo nụ nhé, đang có mèo nụ rồi à, nằm trong kẽ này. Hai đuôi công thì cực kỳ tuyệt vời, năm ngoái em bán cực kỳ là nhiều. Hình số bằng 13-200.000, hình số 13-200.000. Hai đuôi công nhé cả nhà nhé, cái này của người chơi đây. Chồng rất vạ vật nha. Phi điệp vàng cô chú ơi, phi điệp vàng nha. Trời ơi, bác ấy vứt ở ngoài mưa đây. Vứt ở ngoài mưa thì thôi rồi nhá. Phần dê các thứ đính thì thôi, cầu kỳ hết tí nhá. Phi điệp vàng tuyệt vời, phải đẹp tuyệt vời nhá cả nhà nhá. Hình số 32-270.000, hình số 32-270.000, kiểu vàng là phi điệp vàng Lai Châu. Phi điệp vàng Lai Châu, 270.000, hình số 32. Hôm nay mọi người nghe em chốt những cái đơn hôm nay nhiều vào. Thực sự ấy, tại vì người chơi thì người ta thì thôi cầu kỳ lắm, cây thì khỏe lắm. Yêu phi điệp vàng, hình số 34-205.000, hình số 34-205.000, phi điệp vàng nhé cả nhà nhá. Nhĩ mã mì mày chơi. Cái này là phi điệp vàng này, bác ấy để ở ngoài trời nên về mọi người cứ thế cho ra ngoài trời luôn cho em được nhá. Cứ để ngoài trời vạ vật cho em. Phi điệp vàng hình số 35-200.000, hình số 35-200.000. Phi điệp vàng nhá. Tuyệt vời, ông mặt trời nhá. Đấy, phi điệp vàng nhá. Hình số 37 có 200.000, hình số 37 phi điệp vàng 200.000. Kẹp phân dê ngon lành cành đào rồi cả nhà nhá. Đấy, bây giờ đó, thời tiết bây giờ đang mưa này cả nhà. Đang mưa này về mà mọi người mà không chú ý cái mùa này nó độ ẩm nó cao rồi, nó bắt đầu thối nhũn là cái chuyện đương nhiên nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng hình số 40-230.000, hình số 40-230.000. Tuyệt vời. Hình số 40-230.000. Tầm tháng nữa không bao giờ những cái giò như này bán đâu. Em khẳng định hôm nay chẳng qua là trên vườn em còn nhiều phi điệp vàng nhưng em không bán bây giờ. Nhưng chẳng qua đây lấy của chú thì bắt đầu em bán luôn, em không treo lên vườn nữa thôi. Chứ còn phi điệp vàng bán mùa này không có giá cả nhà, không được giá. Hình số 39-200.000 phi điệp vàng nhé, khỏe như trâu như bò nhé. Em phải khẳng định khỏe như trâu như bò luôn. Đây, có cái giò này thì nó thật sự là thực sự với mọi người là tôi cũng không quay thật đấy. Nó dài nó tầm 1,5 m. Thôi cái giò này để lại không đóng vất lắm. Đóng không đóng được, dài quá. Phi điệp vàng hình số 36-180.000, hình số 36-180.000 phi điệp vàng nhé. Đấy, chồng khỏe nay cơ mà. Trời nay mới thích cơ mà. 180.000. Phi điệp vàng hình số 38-200.000, hình số 38-200.000. Em không phải nói phép mọi người. Ví dụ những cái giò như này em để lại tầm đôi tháng nữa, bắt đầu nó dài cái tầm mét hơn mét. Sau bắt đầu lúc đấy nụ nó lên thì bắt đầu bán thì không bao giờ một cái giò như này nó rơi vào tầm 200.000 đâu cả nhà nhá. 300-400-500.000 nhé cả nhà nhá. Phi điệp vàng Lai Châu hình số 38-200.000, hình số 38-200.000. Tiếp tục nhá, ui dồi nụ luôn. Em khuyên thật cô chú toàn thể gia đình, bác nào mà đây cây thì nó không được đẹp cây đâu nhá, không được đẹp cây, không được xanh cây, nhưng mà nụ ra đều, nó khỏe cây, nụ đều tăm tắp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được phải 8 nụ nguyên một cái giò như này, nguyên một cái giò như này 8 nụ và toàn nụ tím nhất cả nhà nhá. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 26-200.000, hình số 26-200.000 cả nhà nhá. Ui sụp giò này, giò này phải nhìn ở dưới lên cơ, nhìn dưới này nó chú nụ xuống đây ấy, nụ đây này, nó ăn mưa ăn nắng khỏe mà ra nụ đều tăm tắp luôn nhá cả nhà, tắp nụ nhá cả nhà nhá. Hình số 27-300.000, hình số 27-300.000, dáng hương tam bảo sắc Lai Châu, chi chít nụ, nụ tím ngắt nhé cả nhà nhá, dáng hương tam bảo sắc Lai Châu đấy. Tất nụ tím
Nay về ngắm hoa thì thôi rồi, cần gì về cây đẹp. Hoa đẹp, hoa đều, hoa màu sắc rực rỡ là tuyệt vời cả nhà nhá. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 5, à hình số 25, 250.000. 250.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Tất nụ. Mọi người đừng bỏ qua một cái giây nào cái video này, em thề luôn mọi người. Và kiểu gì đã xem cái video này mọi người phải mua cho em một giò về sướng cuộc đời luôn. Đấy, dây nó dài quá này. Nhấp nhấp này. Đấy, dây đấy. Nụ đây. Nụ nó tím chưa? Đấy. Tất nụ này. À, nụ này, nụ này, nụ này. Đấy, nụ này. Nếu mà nói thật ra với em phải nói thật với mọi người, nếu mà thực sự là tất nụ này. Thực sự mà nếu mà để nó không có nụ ấy thì em không bao giờ em dám mua, tại vì nhìn cây nó xấu để thế. Nhưng mà đến mùa nụ nó thôi nó ra đều thật ấy, cây nó khỏe ra đều. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 23 200.000, hình số 23 200.000. Có. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 24 cũng 200.000, hình số 24 200.000 giáng hương tam bảo sắc Lai Châu. Nụ nhá, em chả vén nụ lên nữa đâu. Nói chung là nụ thì mọi người không phải nghĩ. Nụ tím, nụ đẹp, cây thì nó thuộc cây nó hơi xấu phải đấy. Người ta vứt vạ vật đấy. Tí nữa còn đến cái món đặc sản của Lai Châu, cô chú toàn thể gia đình mình bác nào cũng dùng, thì mọi người đừng mua ở đâu, ủng hộ em nhé cả nhà nhá, để em lại có cái dịp đi mua được nhiều những cái giò như thế này để bán cho mọi người nhá. Trầm, trầm tím đang ngụ cả nhà nhá, làm giống hình số 43 100.000, hình số 43 100.000 trầm tím nhá. Hoa này mai nó ra hoa nó bằng đầu ngón tay trỏ này, nhưng mà nó hoa thơm cực kỳ luôn cả nhà nhá. Trầm tím hình số trầm rừng ấy, hình số 41 100.000, hình số 41 100.000 trầm rừng nhé cả nhà nhá. Đang nụ nhé, cả cái giải này đang nụ nhá. Trầm rừng nhá. Trầm rừng hình số 44 100.000, hình số 44 100.000 nhé cả nhà nhá. Hình số 45 cũng 100.000 nhé cả nhà nhá. Hình số 45 cũng 100.000. Đẹp nói chung ạ. Cái này mua về có 100.000, mọi người mua ghép đơn về làm ấy, tầm đôi năm là mọi người có giò to để mọi người chơi rồi. Hình số 42 100.000, hình số 42 100.000. Hết rồi cả nhà. Tổng nay lấy cái lô này rơi vào tầm 30 giò. Đấy, 30 giò hết rồi cả nhà nhá. Rất mong là mọi người hiểu em, nghe em. Những cái đơn này phải chốt lên một đơn nhá, không có nhiều nhá. Rồi em mời mọi người qua đến hàng đặc sản của nhà em nhá.